bánh mì nó phải là thực phẩm, nó phải là lương thực, phải không? Lương thực là gạo, không? À, hoa, à, rau củ, không? Còn thực phẩm là mắm, muối, cá, thịt, cái về chế biến thức ăn. Cái bánh mì là món ăn luôn mà, chứ không phải là lương thực thực phẩm nữa. Chắc hẳn quý khán giả vẫn còn nhớ những lời giải thích này của ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa, thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là lúc ông Thọ đang giải thích cho một thanh niên vừa bị tạm giữ xe rằng bánh mì không phải lương thực hay thực phẩm. Sáng 21 tháng 8, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho biết, cơ quan này đã có quyết định cho thôi việc đối với ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa. Trước đó, ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cũng đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Thọ. Lý do, ông Thọ nhận thức không đầy đủ, dẫn tới xử lý cứng nhắc, không đúng tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ khi làm nhiệm vụ kiểm tra phòng chống dịch COVID-19. Có thái độ, ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong thực thi công vụ, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, vi phạm quy định về đạo đức của cán bộ, công chức, vi phạm về văn hóa giao tiếp với nhân dân. Về việc xin thôi việc, tại quyết định giải quyết cho thôi việc đối với ông Trần Lê Hữu Thọ do ông Nguyễn Sĩ Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang ký ngày 19 tháng 8, nêu lý do ông Thọ có đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình. Theo quyết định này, ông Thọ được nghỉ việc từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Như thanh niên đã thông tin, ngày 19 tháng 7, một video clip được chia sẻ trên mạng xã hội phản ánh về việc một thanh niên bị chặn tại chốt kiểm soát COVID-19. Sau khi người này xuất trình giấy tờ, giải thích lý do ra đường, cán bộ kiểm soát, trong đó có ông Thọ, không đồng tình vì cho rằng mua bánh mì là không thiết yếu. Ông đi mua thế này là đâu đúng? Là em cũng đâu có biết cái chuyện đó. Nè, không biết đâu không? Không biết, tạm giữ. Giấy này là cái... giấy tờ xe đâu? Kêu nó lấy giấy tờ xe cho lấy đó. Giờ này còn không biết. Thì anh qua hết giãn cách xã hội lên Ủy ban phường Vĩnh Hòa 98 điện phủ làm việc. Thời điểm này, toàn thành phố Nha Trang đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 năm 2020 của Thủ tướng để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo chỉ thị này, thì người dân chỉ ra ngoài đường khi có công việc thật sự cần thiết. Vụ việc bánh mì không phải mặt hàng thiết yếu đã làm dậy sóng dư luận. Cấm là yêu cầu phải ở nhà. Ông đi ra đường phải nhưng thật cần thiết. Nhưng mà em không có biết. Không biết đâu không? Không có biết, em mới chạy ra là em mua đồ thôi. Đây. Không biết tạm giữ. Không biết tạm giữ. Qua thời gian giãn cách lên phường làm việc là biết liền à. Nghe. Là biết liền. Anh mới làm việc vậy xong được. Xong được. Tự nhiên khi làm không, người, người ta không biết thì anh nói lần nhắc nhở lần sau cho làm việc có cái vụ dịch giờ ông nói con không biết ông cãi gì. Rồi người ta đi ra đường. Rồi công an giao thông hỏi lại, hỏi anh giấy tờ xe của anh đâu? Bây giờ tôi phải giải thích làm sao? Gì hả? Anh đừng ở đó mà anh quay. Tôi quay á, tôi quay ông á. Nhưng mà cái này á là em không biết nên thông cảm. Chỉ thị 16 giãn cách xã hội. Em không biết đâu. Chỉ thị 16 giãn cách xã hội bữa nay là bao nhiêu ngày rồi mà kia không biết. Em đi mua đồ. Đồ gì? Đi mua đồ. Đồ gì? Đây, đồ trên xe đây. Đồ đây không cần thiết. Ủa, đồ đây là không phải thiết yếu. Đây là em đi mua đồ chứ không đồ phải đây là, không phải là sai gì hết. Đồ đây không phải là thiết yếu. Tôi yêu cầu ông đi ra đường, ông làm gì phải tính đáng. Cái này này dính xuống mà sao vậy? Hết tất cả các tuyến đường luôn. Hả? Dính xuống đúng không? Mình biết phải dính xuống không? Mình còn đeo khẩu trang mà sao mà mình không biết là dính núi Đắk Lắk à. Đắk Lắk nè, Gia Lai nè, Buôn Ma Thuột này gì đó, đều biết hết rồi. Rồi được rồi, hình ảnh này là tao gửi cho cái chỗ là công ty sẽ làm cái trách nhiệm làm việc với chỗ nhà thầu của em. Em hôm nay em đang vi phạm về cái chỉ thị 16. Ủa em vi phạm đâu vi phạm? Không biết tạm giữ cho tài xe đó. Rồi mời ông đi về. Mời ông đi về. Còn đứng đó tôi tạm giữ cái xe luôn á. Tạm giữ luôn đi. Rồi tạm giữ luôn. Tạm giữ cái xe đó. Dắt đường dắt không dắt đường thôi. Tạm giữ đi. Dắt đường dắt không dắt đường thôi. Đụng vô xe ấy thử đụng vào đi. Đúng rồi. Tao đụng vô luôn. Đoạn video clip được đăng tải thu hút hàng trăm ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Ngay sau khi clip gây xôn xao mạng xã hội,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang Nguyễn Sĩ Khánh đã yêu cầu phường Vĩnh Hòa chấn chỉnh lại ông Trần Lê Hữu Thọ, đồng thời trả ngay xe đã tịch thu cho thanh niên trong video clip.